chuyện Những vì sao trên trời. Ngày xưa, có một cô gái nhỏ. Cô nghĩ rất nhiều tới những vì sao trên trời. Nhìn qua ô cửa kính, cô thấy những vì sao đang nhấp nháy trong bầu trời đêm trong sáng. Cô nghĩ, giá mà mình có được vì sao kia thì thật vui biết mấy. Cô hỏi cha mẹ có thể hái những vì sao đó xuống cho cô không? Nhưng họ chỉ nói là cô chớ có ngốc nghếch như vậy. Mặc dù vậy, khi đi ngủ, cô vẫn rất hy vọng có được chúng. Một hôm, cô quyết định một mình đi tìm những vì sao kia. Trước tiên, cô tới gần một hồ nước, dùng nước tích trữ để chạy cối xay. Cô nói với hồ nước rằng, xin hỏi hồ nước, người có nhìn thấy những vì sao trên trời không? Ồ, có nhìn thấy, hồ nước trả lời. Những vì sao thường xuyên tới hồ nước chơi. Cô bé hãy nhảy xuống nước bơi đi. Có lẽ là cô sẽ tìm thấy sao đấy. Cô bé nhảy xuống hồ, bơi mãi mà chẳng tìm thấy sao đâu cả. Cô chỉ tìm thấy một dòng suối nhỏ. Cô hỏi suối, suối ơi, suối có nhìn thấy những vì sao trên trời ở đâu không? Tôi rất muốn có được vì sao. Ồ, có nhìn thấy, dòng suối đáp. Sao thường xuyên xuống chỗ tôi, trời ngay bên bờ. Cô hãy lội xuống nước đi, có thể tìm thấy họ đấy. Cô lội xuống suối, cứ thế đi, đi mãi tới mệt nhoài, vẫn chẳng tìm thấy đâu cả. Cô đi tới một bãi cỏ và nhìn thấy những tiên nữ đang chơi đùa ở đó. Xin hỏi, cô hỏi các tiên nữ, các chị có nhìn thấy những vì sao trên trời ở đâu không? Em rất muốn biết có thể tìm thấy sao ở đâu ạ. Ồ, có nhìn thấy, các tiên nữ trả lời. Các vì sao thường nhấp nháy trong bụi cỏ bên cạnh chân chúng tôi. Họ cùng nhảy múa với chúng tôi mà. Có lẽ cô sẽ tìm thấy họ đấy. Thế là cô bé bắt đầu nhảy múa. Cô cứ nhảy mãi mà vẫn chẳng tìm thấy sao ở đâu cả. Lúc ấy cô đã quá mệt, bèn ngồi xuống bãi cỏ khóc thút thít. Tôi đã bơi, đã lội nước, đã nhảy múa, cô nói, nhưng tôi vẫn chẳng tìm thấy sao ở đâu cả. Nếu các chị chẳng giúp được cho em, thì có lẽ chẳng ai giúp em được nữa. Cô gái bé nhỏ ơi, các tiên nữ nói, nếu em không trở về tìm mẹ, vậy thì cứ tiến lên phía trước đi. Nhưng em có thể có được những vì sao không? Cô hỏi lại. Có thể, các tiên nữ nói. Nhưng em cần phải mời một loài bốn chân để chở một loài hai chân đi tìm một loài không chân. Loài không chân đó sẽ đưa em đi tới trước một chiếc thang không có bậc. Lúc ấy em có thể ở gần các vì sao, hoặc là phải đến một nơi khác thôi. Cô bé cảm ơn các tiên nữ, chào tạm biệt họ, cố ghi nhớ những lời họ nói, rồi lấy hết dũng khí, tiếp tục đi. Lúc sau, cô tới một cánh rừng tối đen. Cô thấy một con ngựa đang buộc ở một gốc cây cạnh rừng. Ngựa ơi, cho tôi hỏi, ngựa có thể giúp tôi đi tìm những vì sao trên trời được không? Không được, ngựa đáp, đó không phải là việc của tôi. Việc của tôi là chỉ phục vụ các tiên nữ mà thôi. Chính là các tiên nữ nói tôi phải đi tìm một loài bốn chân để chở một loài hai chân tới chỗ loài không có chân. Loài không chân sẽ đưa tôi tới chỗ một cái thang không có bậc. Nếu tôi trèo lên được cái thang đó thì tôi sẽ có đủ các vì sao. Cô nói với ngựa. Nếu vậy, cô hãy cởi dây cương cho tôi, rồi lên lưng tôi sẽ đưa cô đi. Cô bé làm theo lời ngựa. Con ngựa lập tức cất vó phi thẳng vào khu rừng tối om. Ít lâu sau, họ ra khỏi khu rừng, chạy tới một con đường rộng thênh thang, rồi theo con đường ra thẳng bờ biển. Tới đó thì ngựa dừng lại.
Hãy xuống đi, cô bé, ngựa nói. Tôi đã làm đúng theo lời các tiên nữ dặn rồi. Cô nhảy khỏi lưng ngựa xuống và nói. Ngựa ơi, ngựa có thể giúp tôi tìm ra loài không chân được không? Đó không phải là việc của tôi, ngựa đáp. Tôi đã đưa cô tới nơi cùng trời cuối đất rồi. Loài bốn chân chúng tôi chỉ có thể đến đây được thôi. Nói đoạn, ngựa ngẩng đầu lên, quay người phi về khu rừng tối đen, bỏ cô bé lại một mình bên bờ biển. Đúng lúc cô còn chưa biết phải làm gì tiếp sau nữa, thì một con cá khổng lồ kỳ lạ xuất hiện ngay cạnh chân cô. Nó nhô đầu lên khỏi mặt nước. Cá ơi, xin hỏi cá có thể giúp tôi tìm các vì sao trên trời không? Cô hỏi. Không được, cá nói. Đó không phải là việc của tôi. Việc của tôi là phục vụ cho các tiên nữ thôi. Chính các tiên nữ đã nói, cô bé đáp, bảo tôi đi tìm một loài không chân. Loài không chân sẽ đưa tôi tới cạnh một cái thang không có bậc. Nếu tôi trèo lên được thì có thể tìm thấy các vì sao. Nếu vậy thì cô hãy trèo lên lưng tôi đi, cá nói. Thế là cô bé trèo lên lưng cá, giang hai chân ra, cưỡi lên lưng nó. Đó là một việc chẳng dễ dàng gì bởi lưng cá rất trơn. Nhưng cô đã nắm chặt lấy một cái vây của cá và cá đưa cô đi. Cá bơi qua biển theo một con đường rộng luôn thấy sáng lấp lánh. Phía trên của con đường đó lơ lửng một cái gì đó chắn ngang đường chân trời, mang rất nhiều màu sắc như đỏ, vàng, lục, lam, rất đẹp. Cuối cùng thì cá đưa cô tới bên cái thứ rực rỡ đó. Tới nơi, cá nói, bây giờ cô hãy xuống khỏi lưng tôi đi, tôi đã đưa cô tới trước chiếc thang không bậc rồi đấy. Tôi phải chia tay với cô rồi. Tôi đã làm đúng những lời của các nàng tiên rồi đó. Cô bé rời lưng cá, cá quay đầu bơi đi, lát sau thì biến mất. Một mình cô bé đứng dưới cái gọi là chiếc thang đang lơ lửng trên trời kia. Cô rất sợ bởi cô còn quá nhỏ, cái thang lại rất dốc. Cô vô cùng kinh ngạc bởi nó đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ khắp bốn phía với đủ các màu sắc. Và cô bắt đầu leo lên. Cô cứ thế leo mãi, leo mãi, nhưng vẫn chẳng tới được các vì sao. Cô càng leo càng cao, càng cao thì càng sáng hơn. Cô bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Mắt cô càng ngày càng hoa lên. Rồi đột nhiên cô bị trượt ngã nhào xuống dưới. Cô cứ rơi, rơi mãi. Nếu cô không đụng phải nền nhà trong phòng ngủ của cô thì có lẽ tới tận bây giờ cô vẫn còn rơi. Cô tỉnh dậy, hóa ra là trời đã sáng sớm rồi.